Chào tất cả các bạn, nông trại Chimi đây. Hôm nay thì nông trại Chimi đã có dâu tây bắt đầu chín rồi. Mời tất cả các bạn ghé thăm nông trại Chimi Mộc Châu nha, khi có cơ hội lên Mộc Châu du lịch. Ở đây chúng ta sẽ cùng review những trái dâu chín đầu mùa. Những trái dâu tây rất bự đó. Đây, những trái dâu tây chín rồi các bạn nha. Những trái dâu tây bắt đầu chín rất là mọng nước và cực kỳ đẹp mắt. Bây giờ thì mình sẽ thử một trái nha. Này, thử trái này đi. Trái này có kích thước trung bình. Giữa vườn dâu tây, thưởng thức trái dâu tây luôn. Mời tất cả mọi người nha. Trái dâu tây cực kỳ mọng nước, ngọt và thơm. Đi Mộc Châu nhớ ghé nông trại dâu Chimi nha mọi người, để thưởng thức dâu tây, hái dâu tây và mua dâu tây về làm quà nha. Cảm ơn tất cả bạn.